Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của channel bán linh kiện.vn, chuyên mục review. Trong video trước, mình đã giới thiệu cho các bạn các sản phẩm điều khiển thiết bị điện qua Wi-Fi và 3G đến từ nhà cung cấp Smart Home. Các bạn có thể điều khiển mọi thiết bị điện trong gia đình khi đang ở nơi làm việc hoặc ở bất cứ nơi đâu chỉ với những thao tác vuốt vuốt trên điện thoại. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai bộ sản phẩm đến từ nhà cung cấp Smart Home. Hai sản phẩm này cũng có chức năng điều khiển bật tắt được các thiết bị điện qua Wi-Fi và 3G, nhưng được nâng cấp thêm chức năng mới giúp các bạn có thể quản lý được điện áp, dòng tiêu thụ, công suất và năng lượng điện tiêu thụ của thiết bị. Từ đó, các bạn có thể quản lý được thời gian làm việc và cả số điện trên mỗi thiết bị tiêu thụ trong ngày. Đầu tiên là bộ theo dõi năng lượng điện Wi-Fi ESP8266 PZM. Mặt trước sản phẩm là các thông số có thể điều khiển được cả trên hệ điều hành Android và iOS. Tính số điện tiêu thụ trong ngày, đo công suất, điện áp và đo dòng tải. Sản phẩm này đã có mã QR để các bạn quét, không cần phải cài đặt từng nút bấm điều khiển như các sản phẩm trước nữa. Chỉ cần quét mã QR là có thể sử dụng được ngay. Sản phẩm đi kèm theo một cảm biến dòng điện. Phía bên dưới là một cổng nguồn vào 220V AC và một cổng 5V DC. Bên cạnh là một nút reset thiết bị. Tích hợp thêm hai relay điều khiển hai thiết bị độc lập. Và bộ sản phẩm thứ hai là công tơ điện tử AC PZM061 cảm biến. Sản phẩm này thì chúng ta theo dõi các thông số đo được thông qua màn hình LCD 2.8 inch. Phía mặt sau nhà sản xuất khá là chu đáo khi trang bị thêm một sơ đồ kết nối giúp cho quá trình đấu nối dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ có 4 chân kết nối và không thể thiếu được là một cảm biến dòng điện. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tải phần mềm và kết nối với bộ theo dõi năng lượng điện ESP8266. Đầu tiên các bạn vào App Store hoặc CH Play nếu các bạn đang dùng điện thoại Android, tìm và tải phần mềm Blink. Tải xong các bạn mở phần mềm lên, đăng nhập bằng Facebook. Sau đó các bạn kiểm tra xem tài khoản của mình có đủ 1.700 đô không. Vì project quét qua mã QR cần dùng 1.700 đô để mua nút bấm, nên các bạn cần phải có từ 1.700 đô thì mới có thể quét được. Sau đó các bạn bấm vào biểu tượng góc bên trái, vớt sang bên phải phần tạo New Project và chọn vào biểu tượng quét mã QR. Thì ngay lập tức phần mềm sẽ mở camera của bạn lên và bạn chỉ cần đưa lại trước mã QR để phần mềm nhận dạng là xong. Như vậy là mình đã quét xong. Trong project này có 4 mục chính là điện áp, dòng điện, công suất, điện năng tiêu thụ và đi kèm theo là hai nút bấm để điều khiển hai thiết bị qua relay. Sản phẩm này cấu hình điều khiển được quét qua mã QR nên rất dễ dàng và không mất nhiều thời gian như các sản phẩm trước. Nhưng chỉ quét như vậy thì vẫn chưa đo được dòng điện và điều khiển được các thiết bị điện. Tiếp theo các bạn làm theo mình nhé. Trên màn hình các bạn bấm vào hình lục giác bên cạnh phím play. Kéo xuống bên dưới các bạn sẽ thấy một dòng mã token. Tiếp theo các bạn bấm vào dòng mã này để copy. Copy xong thì các bạn cấp nguồn cho thiết bị. Sau khi cấp nguồn thì thiết bị sẽ phát ra Wi-Fi. Các bạn tìm tên Wi-Fi sản phẩm Smart Home và kết nối. Mật khẩu sẽ là từ 1 đến 9. Kết nối xong, các bạn vào trình duyệt nhập IP là 192.168.4.1. Các bạn nhập đúng tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi nhà bạn. Lưu ý nhập đúng chữ in hoa và chữ thường. Dòng Blink các bạn nhấn giữ để dán mã token mà vừa nãy vừa copy. Sau đó các bạn chọn gửi thì ngay lập tức sẽ có tiếng tách tách phát ra từ thiết bị. Và màn hình thông báo khởi động lại hệ thống. Như vậy là chúng ta đã kết nối thành công. Bây giờ các bạn rút nguồn ra để khởi động lại hệ thống. Khi mà kết nối thành công thì tên Wi-Fi sản phẩm Smart Home sẽ tự động mất và điện thoại của các bạn sẽ tự động kết nối lại với tên Wi-Fi nhà bạn. Ngay sau đây mình sẽ test với một bóng đèn compact điện quang 14W. Một dây của bóng đèn các bạn luôn co cuộn cảm biến dòng.
và nối về với nguồn. Nối xong thì các bạn cắm nguồn và mở phần mềm Blink lên, nhấn phím play góc bên phải màn hình. Trên màn hình ô đầu tiên chính là điện áp dòng vào, đang là 224V. Sang ô bên cạnh chính là dòng điện. Bóng đèn này đang tiêu thụ dòng là 0,08A. Số bên dưới là công suất. Ở đây máy đo được là gần 18W, sai số với thông số được ghi trên bóng đèn là 4W. Và phía dưới cùng là điện năng đã tiêu thụ của thiết bị. Mình sẽ test thêm với một bóng đèn 40W. Đối với bóng đèn này thì các bạn đấu nối cũng tương tự. Các bạn cắm nguồn và lại bật phần mềm Blink lên, bấm phím play để phần mềm chạy. Như các bạn đang thấy ở đây thì điện áp vào đang là 222,9V với dòng là 0,17A. Công suất của bóng đèn này phần mềm đo được là 37,7W và sai số với thông số được ghi trên bóng đèn là 3W. Các bạn lưu ý đối với sản phẩm này chỉ đo được dòng tối đa max là 100A. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp thêm một bóng đèn để điều khiển bật tắt bằng nút bấm. Vì mình chỉ có một bóng điện nên mình sẽ làm demo cho các bạn xem. Các bạn sử dụng hai thiết bị thì cũng có thể làm tương tự. Một dây của bóng đèn các bạn nối vào một cổng trên module. Cổng còn lại các bạn nối qua dây ổ cắm và nối về với cổng còn lại trên module. Đấu nối tương tự như một cái công tắc. Đấu nối xong thì bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Bây giờ các bạn mở phần mềm Blink lên, bấm play để chương trình chạy. Sau đó các bạn bấm vào nút bấm có tên thiết bị 1. Như vậy là đèn đã sáng. Các bạn điều khiển bật tắt hai thiết bị thì cũng làm tương tự. Lưu ý, thời gian delay khi bật tắt đèn nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào tốc độ màng của nhà bạn. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tải phần mềm điều khiển đo dòng, đo áp và đấu nối thiết bị với bộ theo dõi năng lượng điện EP8266 xong. Tiếp theo đây thì mình xin giới thiệu cho các bạn sản phẩm thứ hai là công tơ điện tử AC 100A PZM061 cảm biến. Có nghĩa là sản phẩm này cũng đo được dòng max là 100A. Đối với sản phẩm này thì chức năng vẫn tương tự như sản phẩm trước, chỉ thiếu mỗi chức năng là không thể điều khiển qua wifi và bật tắt thiết bị. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối nhé. Hai cổng đầu tiên các bạn nối với cuộn cảm biến dòng. Hai cổng bên dưới các bạn nối nguồn 220V vào. Mình sẽ test lại với chiếc bóng đèn compact điện quang 14W vừa nãy. Các bạn đấu nối tương tự như sản phẩm trước. Một dây của bóng đèn các bạn luồn qua cuộn cảm biến dòng và nối về với cổng nguồn vào. Dây còn lại của bóng đèn các bạn nối với dây nguồn còn lại. Đấu nối xong thì chúng ta cắm nguồn. Như các bạn có thể thấy, sản phẩm này có màn hình hiển thị rất đẹp và đầy đủ tất cả các thông số. Thông số đầu tiên chính là điện áp đầu vào 223V. Bên cạnh là dòng tiêu thụ của thiết bị 0,1A. Bên dưới là công suất của thiết bị. Công tơ này đo được là 14,5W, khá chính xác so với công suất được ghi trên bóng đèn. Vì mình đã test thử trước đó mấy lần nên điện năng đã tiêu thụ sẽ được lưu lại và đang là 5W. Mình sẽ test thêm với một bóng đèn 40W vừa nãy. Các bạn đấu nối tương tự như bóng đèn trước nhé. Đối với bóng đèn này, dòng tiêu thụ đang làm 0,18A, công suất đo được là 39W. Và điện năng đã tiêu thụ qua những lần mình test cộng dồn lại bây giờ đang là 6W. Ngoài ra sản phẩm này có một chức năng khá là hay, có thể cảnh báo công suất quá tải và có thể reset lại điện năng đã tiêu thụ. Các bạn để ý bên phải sẽ có một nút bấm. Bấm một lần thì đèn màn hình sẽ tắt và bấm thêm lần nữa thì đèn màn hình sẽ sáng trở lại. Khi các bạn muốn cài đặt mức công suất cảnh báo thì các bạn nhấn giữ phím cài đặt cho đến khi màn hình hiển thị hai biểu tượng như trên màn hình thì các bạn thả tay ra. Thì ngay lập tức các thông số ở phần công suất này sẽ nhấp nháy. Các bạn có thể thay đổi các thông số này tùy theo từng vị trí số đang nháy. Sau 3 giây mà các bạn không điều chỉnh thì sẽ chuyển sang số bên cạnh để các bạn thay đổi.
mình sẽ để là 22.3 kV. Có nghĩa là khi chúng ta cắm tải mà vượt quá công suất 22.3 kV thì màn hình của thiết bị sẽ báo nhấp nháy quá tải. Khi muốn thoát ra màn hình chính thì các bạn giữ nút bấm. Khi hiện lên biểu tượng như trên màn hình thì các bạn thả tay ra thì lập tức sẽ trở về màn hình chờ. Khi muốn reset lại điện năng đã tiêu thụ thì các bạn lại nhấn giữ nút cài đặt. Đến khi nào màn hình chính hiện lên thì thả ra và nhấn thêm một lần nữa để reset lại. Và qua hai bài test trên thì mình có nhận xét chung, đó là đối với bộ theo dõi năng lượng điện EP8266 có ưu điểm là đo dòng, điện áp, công suất và điện năng đã tiêu thụ, theo dõi thông qua Wi-Fi và 3G, điều khiển được thêm hai thiết bị độc lập qua relay, tích hợp hai dạng nguồn vào là nguồn DC 5V và 220V AC, phù hợp với đa số các hộ gia đình muốn kiểm soát và điều khiển được các thiết bị trong gia đình. Còn đối với sản phẩm công tơ điện tử AC 100A PZM cảm biến, sản phẩm này thì thích hợp cho các bạn nào có nhu cầu muốn đo dòng, đo áp, công suất với kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo đến nơi làm việc. Tuy nhiên, sản phẩm này lại chưa được tích hợp Wi-Fi để theo dõi từ xa. Nhưng bù lại, sản phẩm này lại cho ra những kết quả khá là chính xác, thích hợp cho những bạn nào thường xuyên đo thông số của thiết bị. Và một ưu điểm nữa là giá thành của sản phẩm khá là rẻ. Và trên đây là ý kiến riêng của mình về hai sản phẩm này. Còn các bạn thấy hai sản phẩm này như thế nào? Hãy comment ý kiến xuống bên dưới video nhé. Và nếu muốn đặt hàng, hãy comment số điện thoại để được bên mình hỗ trợ sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.